Hôm qua, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cho biết ông đã chuẩn bị sẵn một sắc lệnh giải tán Hạ viện nhằm tiến tới tổng tuyển cử. Tuyên bố được đưa ra giữa lúc chính phủ đương nhiệm dưới sự lãnh đạo của ông Prayut Chan-o-cha đã bước vào tuần cuối cùng trong nhiệm kỳ 4 năm. Sắc lệnh này cần có sự chấp thuận của nhà vua Thái Lan và sẽ có hiệu lực sau khi được đăng tải trên công báo hoàng gia. Theo hiến pháp Thái Lan, cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra trong vòng từ 45 đến 60 ngày sau khi Hạ viện giải tán. Hiện Ủy ban bầu cử Thái Lan đang dự kiến tiến hành tổng tuyển cử vào ngày 7 tháng 5 và trước đó sẽ cho công bố bản đồ về 400 khu vực bầu cử của nước này. Trong các cuộc thăm dò dư luận gần đây về các ứng cử viên thủ tướng tiềm năng, cô Paetongtarn Shinawatra, con gái của cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra, đang dẫn trước thủ tướng đương nhiệm Prayut Chan-o-cha.